Xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh chị em. Trước mặt các bác đây là một số cái hàng bãi. Bên em vẫn nhận thầu sơn lại. Và hôm nay em thông báo các bác là có một số nịch như sau. Nịch là nịch demo, demo âm thanh. Em demo tại cửa hàng, còn các bác nào qua cửa hàng xem được thì em mời nhá. Nịch demo SC118XN là sẽ vào thứ bảy tuần sau. Đấy, thứ bảy tuần sau để em xem nịch. Bây giờ là thứ bảy rồi, hôm nay là thứ bảy rồi, để em xem thứ bảy tuần sau là vào ngày bao nhiêu thì đến hôm đó thì mới có thời gian để thực tế demo được các bác nhá. Demo này thì em chỉ đánh có hai chiếc xúc với một chiếc full ram thôi. Để em xem thứ bảy tuần sau nó vào ngày nào. Thứ bảy tuần sau nó sẽ vào ngày 29 dương lịch, tức là 12 âm ấy. Hôm nay là 22 rồi. Đấy các bác nhá, con này là SC118XN. Con này thì thùng rất là to. Đấy, thứ bảy tuần sau thì em sẽ demo là SC118XN nếu mà còn hàng. Thì đây cái cấu tạo thùng đây này. Đây là cái khoang chính này. Như em đã nói là 280 lít trong trên cái khoang cộng hưởng chính. Còn từ đoạn này mà hất về đằng sau nữa thì cũng phải tầm gần 300 lít chứ không phải chuyện đùa đâu. Rất là lớn. Đấy, tức là tổng khối lượng con này nó vào tầm 600 lít. Tổng khối lượng khoảng tầm 600 lít các bác nhá. Đấy. Đây là một số hàng bãi em nhận sửa lại này. Đấy, những quả hàng bãi. Bên em thì vẫn nhận sửa lại bởi vì mùa này ế, tranh thủ được cái việc gì thì làm việc đó thôi. Đây là TH118XN. TH118XN thì em có nhiều. Hai đôi. Bác nào đặt đơn thì chuẩn bị tinh thần nhận hàng nhá. Đấy. Con này thì sẽ demo vào thứ hai tuần sau nữa. Đấy, thứ hai tuần sau nữa nếu mà trong tình trạng còn hàng. Còn không còn hàng thì thông báo các bác là thôi. Xin chia buồn với toàn thể các bác. Đấy. Thì là chỉ có thông báo lịch demo như thế thôi. Thì với con SC118XN này thì nó sẽ nắp được cái bát là từ 28 côn 125, từ 300 côn 150. Đấy. Thì với hai cái cấu hình SC118XN là một này, với thứ hai là TH118XN là hai, thì là hai loại đều sử dụng chung cái củ loa cùng là côn 125. Nhưng ở một loại thì là 1200W, còn một loại là 1500W. Đấy thì em sẽ báo cáo sau. Và ngoài ra nữa thì em sẽ có một số dòng xúc khác trung bình rẻ hơn. Trên đây thì em đang có, đó là BC B và C S12, tức là 1201 đấy. Thế con này là sử dụng là một bát 30 xúc ultra long frequency. Nhưng tần số đáp ứng nó khoảng tầm tại cộng trừ 3 nó khoảng tầm 48 đến 53 Hz, khoảng tầm đó. Thì là những củ bát em đang tìm kiếm là nó khoảng như thế. Khoảng từ 48 Hz hoặc là 46 Hz đến 53 Hz. Đây nhá, còn đây là cái thùng SC118XN. Nó rất là to. Nhưng nó làm được cái việc mà các bác đang mong muốn. Và cũng tiện thì em kể luôn nhá. Thì những cái thùng to á, nó sẽ đi cùng với những cái củ bát cực kỳ là khó tính. Em phải nói là cực kỳ là khó tính. Như các bác lấy cái loại bát từ 28 côn 125 phổ thông trên thị trường, các bác về các bác nắp vào những cái thùng như 118XN này, nó sẽ khai thác được hết luôn. Đấy. Sẽ khai thác gần như là được hết luôn cái khả năng trình diễn của cái củ loa đó trên cái thùng như của bên em cung cấp. Còn các bác lăn tăn không biết như nào, các bác chụp ảnh cái củ bát các bác đang có, nhắn qua Zalo cho em xem phù hợp với thùng nào thì em sẽ bảo. Ngoài ra thì bên em vẫn có các dòng như là S18 của Martin, 718 của JB, 6018 của JB và một số dòng khác nữa mà rất là nhiều mã em không tiện kể tên ở đây. Thì nói chung là cái thùng mà rẻ tiền ý thì nó sẽ hợp với một số dòng của nó rẻ tiền. Ví dụ như là cái bát 40 từ 109 côn 76, hay là từ 107 côn 76, hay bát 50 ấy, từ 107 hay là từ 22 côn 100 loại phổ thông ấy, thì nó sẽ phù hợp với những củ loa trung bình, à với những cái thùng khá là rẻ tiền thì nó sẽ ra được chất. Ví dụ trong góc kia em còn có một con thùng theo kiểu dáng là Lexo ấy, con ý thì nắp với các cái dòng bát trung bình rẻ thì nó sẽ là hay. Còn với những cái thùng to và chất lượng này thì nó sẽ đi cùng với những củ bát thật là chất lượng cao. Đấy, dạng là đắt tiền. Thì bây giờ em sẽ kể lại giá nhá. SC118XN và TH118XN đều là 5 triệu 8 một đôi.
cả thùng cả bánh xe và giá tại cửa hàng chưa có ship. Ví dụ các bác nắp thì em sẽ hỗ trợ nắp đặt luôn. Đấy, và cái thùng này nó rất là to và cái thùng này nó có lưới nhá. 5 triệu 8 là bán rẻ ấy, không phải bán đắt đâu. Bán giá nó rất là rẻ rồi, nó sẽ ngang với xúc kép hầm. Mà con này làm nên nó còn tốn tiền hơn xúc kép hầm. Nó tốn mỗi cái công công làm xúc kép hầm thì là nó sẽ rẻ tiền công hơn, nó không có cầu kỳ như cái này, nó tốn nhiều công đóng lắm. Mới thứ hai tốn nhiều gỗ và cái cuối cùng là tốn thêm một tiền lưới. Đáng nghĩa cái mẫu này thì em phải bán với mức giá là 6,2 triệu. Thực tế nó phải bán với mức giá 6,2 triệu thì là cả thùng cả bánh xe, cả lưới và đầy đủ hết thì là nó mới có gọi là nãi dòng được, chứ còn thế này gọi là bán giao lưu thôi, có vài đôi thì bán giao lưu cho các bác thôi, chứ còn là đến khi vào vụ rồi thì không có giá 5 triệu 8 đâu, mà nó sẽ là 6 triệu 2 một đôi. Và em đảm bảo các bác là thùng của bên em là gỗ đây, gỗ đỏ, loại gỗ cao cấp, thùng nó rất là dày, gỗ 1.8 1,8 cm, gỗ nó rất là chắc chắn luôn, nhà các bác mà dùng thì cũng phải còn yên tâm tuyệt đối. Và thùng này cực kỳ nặng, như các bác biết rồi, gỗ ván ép chất lượng cao mờ lại nhẹ thì là gỗ của nó sẽ là gỗ xốp. Khi các bác vặn cái ốc vít này, ốc vít rẻ tiền như này này, các bác vặn vào nhá, nó sẽ đi xuyên qua, quay tròn luôn nếu như gỗ rẻ tiền. Còn với cái gỗ cao cấp này của em, các bác vặn mà không cẩn thận gãy ốc, ốc này là khả năng gãy rất là cao. Trước em đã vặn mà hơi quá đà cái là gãy 1-2 con, nhớ mặt luôn. Nên là gần như là bắn là toàn phải ốc trôn rèn hết. Chứ còn cái thùng này mà bắn cái loại vít như này ý, vít như thế này này, nó chỉ là vít cái là chân cao su này hay là cái rắc lưu trích đằng sau loa thôi thì là sử dụng ốc này. Chứ còn nếu mà không sử dụng cái loại ốc trôn gen như vậy này ý, thì em đảm bảo các bác là chỉ có quay tròn, quay tròn tránh gen hoặc là gãy ốc. Đấy, thực tế mà nói nó là như thế chứ không phải là bốc mét. Còn thùng thì bên em làm từ trước giờ là làm theo tiêu chuẩn và nó cũng có một số cái thành phần gọi là khá là đặc biệt, như là nghiên cứu tại ra những cái súp nó sẽ làm được những cái việc mà những cái thùng khác không thể làm được. Ví dụ như cái thùng SC118N này, con này thì nó có thể xuống được trên lý thuyết hợp với thùng, nó có thể xuống được 27 Hz tại trừ 3 dB. Đấy, tại trừ 3 dB, tức là cộng 3 là đỉnh này, giữa là không này, dưới là trừ 3 dB, thì nó sẽ lấy chân ở đấy. Thường thường thì em sẽ lấy thông số như thế, cộng trừ 3 dB và lấy trừ 3 điểm là cái điểm thấp nhất khả kiến để cho các bác làm chương trình, chứ em không chơi phát được trừ 10. Bởi vì khi trừ 10 mà các bác cố gồng lên trừ 10 cái thì rất là nhanh cháy bát. Đấy, thường thường thì em sẽ lấy này cộng bao nhiêu đấy, giữa và điểm trừ 3. Đấy, lấy điểm trừ 3 đầu và điểm trừ 3 đuôi, dựa trên góc cắt là 150 Hz, NR12, NR24, Otaver trên OK. Đấy, cái đây cái thùng nhá. Thùng như này thì em đã bảo rồi là làm nó rất là kỳ công. Thực thế thì làm rất là kỳ công, tốn rất nhiều công sức. Như cái thùng này, các bác bê cái thùng này cảm tưởng như là cái xúc kép mà đã nắp loa rồi, nó nặng như thế. Thùng này thì hiện tại em một mình em đây chưa, em chưa cân được. Nhưng bây giờ em sẽ cố gắng đặt cái thùng này lên cân để cho các bác xem là cái thùng này bao cân nhá. Đấy, cố gắng để cho các bác xem. Còn các bác chê nặng, các bác không mua đấy việc của các bác. Nhưng cái thùng mà đã làm tốt rồi ấy, thì các bác về dùng nó rất là yên tâm. Thực tế là rất là yên tâm. Như thùng trong nhiều video trước em đã kể là thùng này này đã bắn những con ốc vít này. Đấy, nó bắn điểm nên là rất là chắc chắn. Các bác dùng thì không phải nghĩ luôn. Ok, bây giờ em sẽ cân lên cái thùng SC118XN này và thùng TH118XN trong góc kia để các bác cùng xem. Và so với thùng xúc kép 50 xúc kép mặt loại mini này, con nào nó nặng hơn các bác nhá. Đấy, rất là cầu kỳ luôn chứ không phải đơn giản. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ bê cân ra và cân thử cho các bác cùng xem. Như trên đây là cái thùng xúc kép 50, hàng gọi xúc kép 40 bản độ. Bản này bản độ chứ ngoài là bản zin. Đấy, nắp cái loa gọi là 18 inch. Và đây là trọng lượng một chiếc này là chưa lưới là nó vào 39,2 kg. Một cái thùng nhá. Thùng này em nhận của khách sửa. Bên trong thùng thì chả có gì. Có gỗ bông tươm thế này thôi. Con này khoang cộng hưởng là 120 lít. 120 lít khoang cộng hưởng, tức là bát bình thường thôi, nó cũng ra được. Bát rẻ tiền thôi nó cũng ra được.
nhưng đánh công suất lớn thì nó không ăn được. Nó chỉ duy trì 125, 127 dB thôi là đỉnh điểm. Đấy, và cái thùng này có thể đạt đến 138 dB. Rất là kinh luôn. Súp đơn 138 dB. Các bác nghĩ thế nào? Đấy là chương trình nhá. Đỉnh nó có thể đạt đến 141. Ok, bây giờ em sẽ cân thử với con scope hay con SC 118XL kia xem vào cân. Con này là 39,2 cân. Em sẽ cân cái con kia lên cho các bác cùng xem. Đây là SC 118XL khi nên cân. Em quay cho các bác xem một vòng để là không có điểm tì nhá. Đấy, và bên trong là chỉ có thùng và gỗ thôi. Chưa có củ noa. Vì em không có nhả tạ trong đây đâu. Em có không có rảnh mà đi nhả tạ hay là gạch ba vanh ở trong cái thùng đâu nhá. Cân thì em sử dụng là cân của Việt Nam. Và ôi ôi, bao nhiêu này? 59kg cơ à? Nặng thế nhỉ? 59kg. Thấy chưa? 59kg. Đấy. Đấy, con này là bao nhiêu? Con này gọi là vào ít cân nhẹ cân hơn thì em bỏ quên. Con này vào 59kg. 59kg trên cái thùng SC118XL. Bây giờ sẽ đến là cái con TH118XL. Em sẽ cân lên cho các bác cùng xem thùng không thôi bao cân. Và tại sao em nói là ship nó tận triệu mấy một đôi thùng. Đấy. Đấy. Và đây là TH118XL. Chưa có bát, chưa có lưới là vào 62,4kg, 62,4kg. Đây. Nha, các bác nha. Không có một tí nào bám xung quanh đâu. Đấy. Và cái thùng này như các bác biết rồi, gỗ bây giờ ấy là vào một tấm 1.8 này là vào khoảng tầm hơn 40kg. Ở đây là vào 62kg, tức là một tấm rưỡi gỗ trên một cái thùng. Nhưng gỗ này thì trung bình rẻ thôi, nếu mà tiền gỗ thì rẻ thôi. Nhưng nó đắt ở cái tiền công. Tiền công nhá, cực kỳ đắt luôn. Em làm cái lô này mà khả năng là đến cuối năm là báo vỡ nợ. Nếu mà để như này thì chắc khả năng vỡ nợ, nếu mà không nâng giá lên vỡ nợ luôn. Hiện tại cái đôi thùng này, từ cái tiền gỗ đến tiền công thợ nó đóng lên thùng này, lệch 800.000 một chiếc này. Tiền công, tiền gỗ, thợ nó đấy nhá. Em không thể mà cả súng được rẻ hơn được. Đấy, bởi vì nó tốn nhiều công lắm. Công thợ nó nạp. Về đây chỉ gánh là có vào về đây em chỉ gánh thêm vào có 3 đến 400.000 tiền công với tiền sơn thôi. Đấy. Tức là bán với các bác cái giá như vậy ý, là các bác biết là em phải chấp nhận một mình một sân chơi, một mình một thị trường và một mình một kiểu để cho ra được một sản phẩm nó chất lượng cao này. Tính qua nó vào là 3 triệu một cái thùng. 3 triệu một cái thùng. Đấy các bác nhá. 3 triệu một cái thùng mà trong khi đó là cái tiền gỗ là vào có 1 triệu 2 đến 1 triệu tư rồi. Còn lại tiền công mấy phụ kiện đi theo, lưới về xong lại thêm tiền công lên nữa. Nói chung là giá thì nó sẽ là cao kinh khủng luôn. Nhưng các bác dùng rồi các bác sẽ biết là cái chất lượng của cái thùng này nó đánh khác hoàn toàn. Thùng này tốn gỗ hơn rất nhiều, con này 62,4kg. Mà cái thùng này nhẹ bằng một nửa. Nhẹ bằng một nửa. Đấy, có 39kg cái thùng này thôi. 39kg. Mà cái này 62kg, nặng gấp đôi. Mà cũng là súp 50 thôi, như con này súp đơn nhưng nó đánh 4 quả này cộng lại không bằng quả này. Về cái tần số cộng hưởng, về cái lực đánh, nếu như nắp cái cổ loa chất lượng, con này thì chỉ sở hữu với cái bát rẻ tiền nó ra được chất rồi. Thì các bác bảo cái thùng mà có vào bao nhiêu 120 đến 150 lít thì nó như này là phải. Nhưng cái con thùng này nó đã vào là 320 lít khoang cộng hưởng này nhá. À, còn khoang hở này nhớ chưa tính. Tức là tổng khối lượng cái thùng này nó khoảng tầm 700 lít. Khoảng tầm 700 lít. Tổng khối lượng khoảng tầm 700 lít. Cả này. Tức là bỏ hết cái này thùng không thôi thì khoảng 700 lít. Nhưng mà nó làm gì mà đến cái mức ý, đúng không? Mình chỉ sử dụng đến khả năng trình diễn của cái này thôi. Thì cơ bản nó như này này. Cái thùng này nó em là bắn sẽ chéo ở đây này. Lên đây. Và gỗ của nó sẽ chéo lên trên này. Đấy. Còn lại là khoang nó hở trong, nó cộng hưởng. Dích rắc trong thùng. Nói chung là các bác đã dùng những hàng chất rồi, các bác mới biết được tại sao nó cầu kỳ đấy mà thùng của tây nó nặng kinh khủng luôn.
ví dụ như các cái dòng mà Ultra Hybrid ấy, thùng cao cấp mà xịn, gỗ thì nó không tốn nhiều, nó chỉ có vào 2 tấm rưỡi thôi hoặc 3 tấm trên một đôi, tức là khoảng tầm khoảng tầm 1 tấm 2 đến 1 tấm rưỡi trên một chiếc. Mà nó cái thùng công tô nó vào hơn 60 cân thì cái thùng này của em nó cũng nặng tương tự như thế. Đấy. Em nhận những cái nô mà em sơn những cái nô súp hàng đẳng cấp, hàng cao cấp của châu Âu rồi thì em đã biết. Về thì cũng không biết là cái thùng của nó làm kiểu gì. Gỗ có 1.8 thôi. Kích cỡ thì nó chỉ như con này thôi. Nhưng mà nó nặng. Hôm ý này em cân vội, em không nhớ rõ là 52 hay 54 cân một cái thùng, mà nó to, nó chỉ ngang ngang với thùng bãi em vứt ở kia kìa. Đấy, cái thùng em bảo nó 39 cân ấy. Thì thực tế là bên trong gỗ của nó cũng chỉ thêm có một vài tấm thôi, mà nó nặng hơn 50 cân. Mà trong khi đó một cái thùng như SC này nó đã vào 59 cân rồi. Đấy, chứng tỏ là gỗ của Tây là gỗ chất lượng cao và lực ép của nó tốt. Một tấm trung bình, một tấm gỗ 1.5, loại gỗ đỏ như này, nó khoảng tầm 35, khoảng tầm 35 đến 37 kg một tấm. Nhưng cái gỗ của Tây, của châu Âu xịn ấy, gọi là gỗ Bạch Dương mà công cấp ấy, thì nó không hề nhẹ đâu, nó khá là nặng đấy. Nó một tấm nó khoảng tầm 40-42 kg, cùng mật độ gỗ như nhau. Nhưng mà cái mật độ, tức là cái gỗ thực tế của nó sẽ dày hơn. Đấy. Gỗ này thì công nghệ làm gỗ thì em đã biết rồi. Công nghệ làm gỗ thì gần như là các cây, ví dụ cây nhãn kia mà là cây Bạch Dương, thì nó sẽ đưa vào một cái trục tiện và tiện ra với cái độ dày trên một tấm, một thớ gỗ nó khoảng là tầm 2,2 mm. Đấy, 2,2 mm, gọi là 2 ni 2 trên một tấm. Và sau đó thì họ được sấy cái gỗ ấy, được đưa vào máy sấy và ép phẳng đi. Sấy lên rồi xong bắt đầu ép phẳng đi. Đấy, đã sấy lên rồi, sấy nóng ra lên ấy, tức là đặt cái gì hay nước mà để lên trên là nó sẽ bốc hơi luôn. Nóng là khoảng tầm hơn 100 độ C, 120, 180 độ C gì ấy, tức là gần như là cháy gỗ luôn. Cho nó chín gỗ luôn, xong bắt đầu là ép lại. Đấy, còn xuống 1.5, 1 ni rưỡi, khoảng tầm 1 ni rưỡi. Xong bắt đầu nhiều lớp như vậy nó sẽ thành một gỗ, 10 lớp nó sẽ thành 1 phân rưỡi, ví dụ thế. Thì đây là kinh nghiệm như nào em biết, như nào em sẽ kể như thế nhá. Còn đây này, cái gỗ này là gỗ, thùng này là thùng của Việt Nam này. Gỗ này mà nắng mưa dăm bữa nửa tháng rồi các bác nhìn này, nó còn ra cái hồn gỗ không? Đấy, nó còn ra cái hồn gỗ không? Này, phồng va phồng phành, gỗ này gỗ Việt Nam rẻ tiền. Mà em để có vào, các bác biết bao ngày không? Em để có vào tầm tháng, tháng hay rưỡi, gần 2 tháng rồi. Mà nó tan tác tả tơi này. Nhưng mà riêng cái loại gỗ kia thì gần như là không bao giờ có chuyện như thế. Đấy, có những cái gỗ như các bác xem cái thùng bãi em vừa quay cho các bác xem. Thùng họ làm chương trình tổ chức sự kiện tiệc cưới mà mua hàng bãi, tức là cái thùng này này, tuổi đời của nó phải tầm 15 năm, 18 năm rồi. Mà gỗ còn rất là chắc. Đây. Phải dùng gọi là đục thì mới đục ra được. Gỗ của nó rất là chắc, bây giờ cậy còn chả xi nhê gì. Đấy, cậy còn chả xi nhê gì hết. Nó chắc như thế này cơ mà. Đấy. Thì đây là cái gỗ nó cực kỳ quan trọng. Với thứ hai nữa là cái thùng ấy làm mà đúng khoa học, đúng phong cách, mà đúng cái kiểu như là được nghiên cứu rồi là đào tạo học hỏi đòi bài bản, thì nó sẽ tạo ra được những cái thùng mà nó chất lượng nó cao hơn so với bình thường. Không phải là một tí đâu mà là rất là nhiều. Đấy, thì thôi được rồi, trên đây thì em cũng kể qua về cái thùng và lịch demo như thế là các bác cùng xem nhá. Đấy, còn các bác nào có thắc mắc gì nữa thì cứ nhắn tin cho em hay gọi điện trực tiếp cho em tư vấn cho các bác nhiệt tình luôn. Em không giấu nghề, biết đến đâu em kể đến đấy, em không giấu nghề. Còn các bác thích xin cái sơ đồ của cái thùng này, em có thể em cho được. Nhưng mà với nếu như các bác mà là gọi là người chơi ấy, thì em cho miễn phí, không thèm tính tiền. Nhưng mà ví anh em mà thợ ấy, thì quên mẹ đi. Bây giờ nghiên cứu cái thùng này vẽ nên nó mất 1.8 triệu cái tiền công vẽ. Một cái bản vẽ này mất 1.8 triệu, vẽ ra mẫu mới là 1.8 triệu, cứ một mẫu mới là 1.8 triệu, với là xúc kép là 1.8 triệu, xúc đơn to là 1.8 triệu. Thế bây giờ em rảnh rỗi em cho các bác, nhưng các bác về đóng được không kệ các bác. Nhưng còn em mà lại cho xong này các bác cũng là thợ nên thì khác gì là em đâm đầu vào chỗ em ngồi em ngắm trời ngắm đất thì nó mà giả hơi.
em không làm thế, em nói thẳng luôn nhá, làm này thứ nhất là vì đam mê, với thứ hai làm để khẳng định là người Việt Nam làm được, chứ còn làm cái này để mà làm giàu là không có đâu, gần như là không có đâu, đủ sống thôi. Đấy. Công thợ thì làm nó rất là tốn nhiều công thợ. Ví dụ em ở nhà em có máy CNC, có vốn, có máy CNC đầy đủ trang thiết bị, em bán giá chỉ bằng gọi là rẻ hơn cái này rất là nhiều. Ví dụ đôi này bây giờ em đang bán 6 triệu thì cùng mức giá đó mà em đầy đủ đồ em chỉ bán là 6 triệu. Nếu như em có đủ đồ em làm em chỉ bán 6 triệu và em bao ship cho các bác. Đấy, các bác nẻ luôn. Đấy, em bán giá mà không thằng nào bán được, không ai bán được. Nhưng đây là em phải đi nhập lại. Đấy, thì làm mới phải giá như này. Được rồi, video đến đây cũng khá là dài rồi, xin phép được kết thúc. Đấy, các bác nào xem hết video là các bác cũng khá là kiên trì và khá là kiên nhẫn. Các bác nào chưa đăng ký kênh ủng hộ kênh em nhá, đăng ký ủng hộ kênh. Còn lịch demo thì em đã báo rồi. Đấy, các bác nào có sắp xếp thì có thể qua được cửa hàng thì sẽ được nghe thử với một số dòng súp hiện tại em đang có đây. Đầu tiên là sẽ demo là SC118XN và sau đó 1-2 hôm nữa thì nó sẽ đến TH118XN. Những dòng súp này thì nó đánh kinh khủng tởm luôn. Thực tế thì lịch demo thì nó sẽ gần hơn, nhưng còn mời khách đến nhà thì em sẽ chọn vào những ngày đó thì mới có thời gian rảnh rỗi được. Còn ngày mai, ngày kia và nhiều hôm nữa thì em phải nhái hết đống này này. Không phải có một đống này đâu, mà có rất nhiều nữa, kể cả súp đơn, kể cả súp ghép. Coi như cái sân này, một số ngày đẹp trời nào đó sẽ kín sân. Một số ngày đẹp trời nào đó và kín sân. Và thông báo luôn các bác là tình hình là khu vực này là cũng sắp bị thu hồi rồi, nên là tranh thủ ngày nào thì làm được ngày đó thôi. Và cũng thông báo luôn với các bác là đây, ngôi nhà và đấy, thế thôi, cũng sắp là xong rồi. Cũng mong muốn làm sao nó càng nhanh càng tốt để về nhà mới rồi. Còn có nhiều hàng mà em quay em review cho các bác. Thực tế là đi buôn 5 năm không bằng 1 năm gặp thời đâu. Đấy, ngôi nhà đó thì không phải gặp thời đâu, không phải tiền đầu tư của em đâu, bán đất đi mới xây được nhà đấy. Bật mí đấy nhá, chia sẻ bí mật thế nhá. Ok, video đến đây xin phép được kết thúc. Các bác nào quan tâm đến cái thùng nào thì liên hệ trực tiếp nha.